Xin chào tất cả anh em nha, xin chào tất cả anh em đã quay lại với video tiếp theo của mình. Đấy, giờ tại tôi đi làm cái video gọi là bắt ốc để đi câu với nhau. Anh em theo dõi tôi nhé, đi bắt câu tôi sẽ đi câu nha. Câu cá thủy quái anh em nha. Cho làm cây ngắn đi anh. Lây tiếng nhau. Ngoài đấy có nhiều gai đạp, cẩn thận lấy. Nào, tôi sẽ đi bắt ốc anh em nha. Ôi thì tìm ra ốc không anh em ạ. Đù, nhiều lin anh em ạ. Tôi sẽ bắt từ đây anh em nhé. Tôi sẽ bắt bỏ máy bên kia anh em. Đây anh em ạ. Tôi sẽ bắt ốc ở khu này anh em ạ. Thầy đi đây rồi. Ốc đi câu anh em ạ.
luộc thôi á. Nào cũng được. Cái cổng với dùi. Cái gì? Tất nhiên rồi. Nhắm nghịch vào thì nó phải sạch. Anh định làm ngô, ngô dầm vỏ cả. Em đấy, rửa đâu. Đất này như đất sét anh ạ. Cái đất này như đất sét. Nó gần gần giống là đất sét. Thank you.
chỗ khác anh em. Cái này có cái lìn là ốc. Đây anh em ạ. Bắt theo vườn nha. Thấy đâu. Bên này éo có.
Con đĩa là đĩa. Hả? Con đĩa cắn. Đĩa? Đó. Có đĩa. Đây. Anh sợ đĩa hết đấy nhá. Đi em đĩa cho anh em một con về em đĩa cho. Cắn đau hết anh ạ. Điều bắt cho anh xào ăn nhỉ? Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Bắt làm gì? Bắt cho nó vào chai nhỉ? Nó sống ở trong chai. Nó cắn đi nhỉ? Nó vào chai nó cắn ra nó phải bắt bằng tay nó cắn được gì? Đây anh phá lên anh hôn chai ra mình nghe. Cậu mà anh uống trước đó. Mẹ mấy ông bên kia câu từ sáng đến chiều. Đây nha, tôi bắt một đống ốc. Bắt ở đâu nữa anh? Hai tư. Dạ. Đi gì? Anh đi. Nhưng mà nó còn ướt.
Anh chặt em đừng nhìn. Nó ướt đấy anh ạ, à. Em không muốn chặt đâu. Ê, ôi đi, mẹ em mày. Chứ mà cứ cản đường ra làm gì. Dạ 28 30 tháng 4 28 hay em về. Em về 28, em ở 29 30 sáng 30 em xuống. Về bao nhiêu? Dạ. Về hôm nào? 28 sáng mùng 1 em xuống. Anh em nhầm. Sáng mùng 30 em xuống. 28 về 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 lúc sáng hay chiều? Sáng chứ anh. Thế em nghỉ 3 ngày à? Ba ngày anh chắc thế. Em nghỉ bù hết tháng đấy luôn. Đâu chứ em nghỉ của tháng trước chứ. Tháng trước nghỉ 5 ngày liền. Đâu 4 rồi mày. 4 thôi. Đâu một hôm là em nghỉ sáng chiều đi làm. 4 rưỡi. Nên bé mới 4 rưỡi. Chiều trên kia làm không có xe chạy chiều đâu anh ạ. Trên bọn em là ở tỉnh xã thì cũng chạy sáng rồi. Nhưng em có phải là ở trung tâm Hòa Bình đâu mà. Em ở tận trên Đồng Chùm kia cơ. Anh check map để xem cách tỉnh Hòa Bình mấy trăm cây. Hả? Chỗ nào Hòa Bình? Xã Đồng Chùm. Huyện gì? Đéo gì? Không biết. Nhá, em nhá. Em à, 2506 nhỉ? Năm nay 17 tuổi đúng không? 16 hay 17 tuổi gì đấy. Em sang ngoài em à, được 10 lần từ bé. Bố mẹ em bỏ nhau đến lúc 3, từ lúc em 3 tuổi. Thì từ lúc đấy đến năm lớp 7 em mới được sang. Mà từ lúc đấy em lớn rồi, em đòi sang mới được đi rồi. Một năm được đi một lần, có năm không được sang. Bố em không cho đi đâu. Tết không được đi à? Tết cũng không. Thế bà ngoại không sang á? Bà ngoại sang, bố mang em đi trốn. Không có cho gặp được. Bố kiểu gì ấy. Nên là bây giờ xuống làm ở mẹ nên phải tận dụng. Không trả được sang này. Thế hôm bà ngoại đúng rồi à? Vâng. Bà bảo bà 28 để về. Nên em mới về thôi. Ôi trời ơi, đủ men. Ốc bia vàng to có lấy không? Không. Hả? Không, không. Sao lại không? Cá càng to nó càng thích chứ. Không. Sống với lì. Bố bảo cuối năm hay gặt đưa thằng chủ của mày về chơi đi.
Bố bảo cuối năm hay gạt ý, đưa cuối năm hoặc là gạt đưa thằng chủ của mày về thế. Vì chơi. Thằng chủ á? Là anh ấy. Và đưa thằng chủ mày về thế. Về bố mày bắt anh gạt à? Không, cuối năm cũng được. Em cuối năm chả phải gạt đâu anh ạ. Đi đứng nhìn thôi. Chị em chỉ mới gạt của nhà em. Nhưng phải đi vác đây ạ. Đau lưng của mẹ ấy. Phải vác từ đây này. Từ đây lên tận trên đường lớn cơ. 83. 83 hay 84 gì đấy. Hôm nay một rác. Băng cười chú gì hôm trước kìa mà. Chú nào? Chú ngồi uống bia ấy. À, anh Đức với anh, à với anh nói chuyện. Bác, phải gọi là bác đúng. Chắc là tuổi anh của bố anh. Gọi là bác. Gọi bố anh bằng ông rồi. Chả thế. Chả gọi mẹ anh bằng bà gì nữa. Bà ngoại đấy là một người đó, ít tuổi hơi cả mẹ anh. Chả thế. Nhưng mà chắc nhìn ngoài chắc già hơn nữa. Là? Nhìn ngoài chắc già hơn nữa. Ừ, nhìn ngoài bà của em già hơn. Sáng nay dưới Hà Nội mưa to phết anh ạ. Sáng mẹ gọi. Dạ? Phết. Lúc sáng anh xuống Hà Nội rồi. Anh mà chả đi Hà Nội rồi chứ. Đâu đi không nào? Đây mà chả Hà Nội. Lúc sáng nó cũng mưa nên nó cũng ở Hà Nội. Anh thích mùa mận lên trên Sơn La đấy. Dạ? Anh thích mùa mận lên trên Sơn La. Em cũng thích. Mộc Châu thì anh Sơn La chả có đâu. Chỗ mày có không? Chỗ em chỉ có mận đắng, mận bé thôi nhỉ. Với cả trông, à có anh ạ, có. Có mận thổ nhưng mà nó không ngon như trên Mộc Châu đâu. Chỗ nhà mày cách Mộc Châu xem không? Vài chục cây thôi. Hôm nào anh em mình đi khác rồi. Đi luôn. Đi lên cầu kính luôn anh ạ. Mẹ mày có cho đi không? Dạ. Mẹ mày có cho đi không? Em chả nói dối. Hả? Mẹ hỏi việc thì mẹ nào mẹ dưới nè. Chả chó. Em muốn đi thì đi được. Lúc vợ hỏi việc làm thì con chẳng nói rồi, có lúc phải đi từ này từ kia chả thế. Mẹ chở công việc làm được tế và nhưng mà hôm nay đi thôi, công việc đéo đâu. Đi ăn đi chơi. Nghe danh là mẹ nó em ở gần cầu kính không thôi, nhưng mà éo được đi cầu kính hôm nào nhỉ? Anh sắp lịch thì anh em đi luôn. Hè nhà hè mới nhiều gái. Nhiều học sinh đi.
Đi không đi luôn thì để năm năm sau mới đi à? Anh cứ sắp đi rồi đi luôn. Dạ. Yên tâm, em đưa anh đi ăn mận không mất tiền. Thật. Nhưng mà đi rừng mận của người khác thì mất, nhưng đi rừng mận của em thì không bao giờ mất. Mày tin đi với anh là không mất tiền không? Dạ. Mày tin là anh đi lên đó ăn mận không mất tiền không? Không. Nếu là anh đi ăn lên ăn mà không mất tiền thì mày bị mất 1 triệu nha. Không. Đã nghèo rồi mất tiền chịu. Hả? Đi em vượt ít khi mất tiền lắm tiền chị. Kể cả vào vườn nào trên đó, kể cả vào vườn vườn gì nhỉ? Vườn dâu tây. Anh cả nào anh đi vào ăn không mất tiền. Dâu tây, vườn dâu tây là ở khu nào? Anh đã biết mà. Hồi trước em chỉ biết cái vườn dâu tây ở rừng thông thôi, nhưng mà bây giờ rừng thông phá đi rồi. Phá đi rồi xây đấy. Dạ. Em đi mất có mỗi tiền vé vào thôi. Anh còn không mất tiền vé. Ok, bán với anh nên là không cần mất tiền vé đi. Hả? Thế thì em sẽ dẫn anh đi vậy. Gọi là hết cái khu du lịch ở Mộc Châu sẽ không mất tiền. Đi chỗ nào nó phải trồng cây ấy. Trồng cây á? Chỗ nào nó phải kiểu như là nó làm nông nghiệp ấy. Nông nghiệp thì chả biết. Trồng mận, trồng mơ, trồng ngói thì cũng không có tiền. Mận. Rồi mà rồi cái vườn hoa, vườn cái vườn hoa mà anh ấy mời bắt chuột đấy. Anh vào có bao giờ mất tiền rồi? Sao vườn đấy lại vào phải mất tiền á? Người ta trồng lên người ta thu phí đó. Thế là hôm trước em vào họ không thu nhỉ? Hả? Sao hôm trước em chui vào đấy họ không thu nhỉ? Mấy lúc đấy mày đi với ai? Mày đi một mình. Mày đi với anh thì làm gì được. Mày chỉ cần cả đi với anh là không bị thu. Ha ha, thế tối em ra con bia bảo là đi với anh đi đến cơ mất tiền. Mày không thấy vừa anh vừa bảo là chỉ có đi các cái chỗ trồng cây, trồng cái thằng đấy. Con bia thì... À, thế là em sẽ đi lấy cần sa về bán nên là sẽ không bị bắt đúng không? Đi em. Giàu nhanh mà không bị bắt. Mày quay rồi. Dạ. Thôi đừng nói gì. Em phải rửa sạch cục đất này. Sạch cục đất này nó bẩn quá. Lạnh vãi. Mày đi luộc đi cho hết thì đi theo mày. Còn bao nhiêu phút nữa? Chắc còn 10 phút nữa. Chín chưa anh nhỉ? Mẹ mới có 39. Anh ấy đi đâu rồi? Cứt câu đi xem lại đi chặt cây đấy. Quay ra còn mỗi cái ruột. Em ơi, tôi sẽ đi
bỏ nhà ra đi anh em ạ. Tôi sẽ đi bụi. Sang đâu? Kia còn gì có nước. Được. Dép em đâu nhỉ? À bên này, bên này. Tôi sẽ ra áo xanh tắm anh em ạ. Anh còn mà đi tắm cho nó sạch. Mà, tối về mà mẹ nhuộm cho quả tóc mẹ nửa xanh nửa đỏ nửa vàng cháy. Em chẳng muốn giờ xa chẳng người đâu giờ. Đeo tay nhé em thật. Tôi ra bên áo xanh để tôi rửa chân anh em ạ. Tôi sẽ đi chui ông cậu chứ tôi không đi lên đằng trên anh em nhé. Đi lên đằng trên nhiều rồi tôi sẽ đi bên dưới anh em ạ. Hey boy. Rồi, tôi đã ra tận áo xanh rồi anh em ạ. Đó, đây là trong gầm cầu anh nhé, khá là tối sẽ không thấy tôi đâu anh em. Lù. Alo. Là áo xanh anh em ạ. Có đi đi áo xanh rồi anh em nhé. Trường tiểu học giá hạ bằng. Thôi tôi không chơi bọn tiểu học anh em ạ. Cá to phết anh em ạ.
cá chết luôn. Đủ hem. Cá to phết nhiều, không phải là dạng bình thường đâu. Xin ngán mà. Thì là than này nhỉ, trộn là than hoạt tính như thế nhé. Đây các bạn. Chỉ có thằng nghịch như tôi mới nghĩ ra thôi nhé bạn. Em không biết là than câu cá nhiều anh em ạ. Thế là anh em nào chưa biết thôi. Ôi, làm đi rằng cá cũng phải ăn đình đình. Dành để nấu câu cá anh em ạ, rất là hiếu nghiệm anh em nhé. Anh em nào học theo tôi về chỉ có ăn cám thôi anh em ạ. Trộn nha anh em nha, phải trộn đều nha.
thức ăn cho cá anh em nhé. Cá bu lại mình câu đặt ly ống nghiệm anh em nhá. Di chuyển thôi ạ, về thôi. Hôm nay tôi sẽ đi đường trên một em nhé. Đồ sẽ xuyên phố rít nhỉ. Ăn vào món da. Em cha cho không đây còn đi tắm đủ má. Anh em phải thật cẩn thận với cái này anh em nhé. Chứ có chất gây nổ anh em ạ. Nhưng mà cái này chắc chắn là không nổ nổi nữa. Quá là hỏng anh em ạ. Này kia chỉ có chất ê anh em ạ.
chỗ này là vào mòn ra rất nhanh em nhé, anh phải cẩn thận nhé. Cái đây là một chất gì nhỉ? Tôi sẽ cầm về thử xem anh em. Thử ngấm nước đây anh em ạ. Để con cứu tôi nha mẹ. Đây ấy, không biết cái gì tôi mang về đốt đi chứ. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác của mình anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.